Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình live streaming ngày hôm nay của VNTV, chúng tôi rất là vui để xin giới thiệu đến quý vị sự góp mặt của chị Anh Lan Nguyễn. Chị là tiến sĩ PhD từ Học viện Công dân, ngày hôm nay sẽ đến với VNTV để gửi lời chào đến khán thính giả tại San Diego. Chào chị Anh Lan. Xin chào chị Vân Anh và xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của VNTV. Chúng tôi vừa mới từ phi trường đến đây, rất là thích cái không khí của thành phố biển, rất là đẹp và nắng đẹp rực rỡ. Dạ vâng, chị là từ Houston, Texas. Houston, Texas đến với San Diego. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì VNTV cũng đã thông báo đến quý vị một cái chương trình rất là đặc biệt của chúng ta tại San Diego vào thứ bảy này. Và đây là lần thứ hai Học viện Công dân đến với San Diego của chúng ta. Tuy nhiên, để nhắc lại thì xin chị hãy cho biết là Học viện của Công dân của chúng ta đã được thành lập từ lúc nào và cái điều gì, cơ duyên nào để cho chị Anh Lan cũng như là tiến sĩ Nông Duy Trường cùng một số các anh chị em trong ban điều hành chúng ta lập lên cái Học viện Công dân, thưa chị. Dạ vâng, tất cả nó bắt đầu từ một giấc mơ. Giấc mơ. Dạ, một giấc mơ thì cách đây khoảng 15 năm. Dạ. Phu quân của chúng tôi là tiến sĩ Nông Duy Trường, thì anh ấy là thầy giáo, làm nghề thầy giáo từ trẻ cho tới bây giờ. Thì lúc đó anh đang dạy ở một trường trung học khá là nổi tiếng, là trường trung học Michael DeBakey High School for Health Profession tại thành phố Houston, Texas. Yeah. Và ngoài ra thì anh còn giảng dạy môn Việt ngữ, tiếng Việt mà tại trường đại học Houston. Cả anh Trường và chúng tôi đều có một cái niềm mơ ước là mình muốn có một cái cơ hội để mình thực hiện một cái chương trình về giáo dục, làm thế nào để mà giúp cho những thế hệ tương lai ở trong nước Việt Nam sẽ có những cái điều kiện để mà phát triển trí tuệ mà theo một cái chiều hướng thật là rộng rãi và thực là một chiều hướng cởi mở và khai phóng. Thì như chị Vân Anh cũng biết là trong cộng đồng hải ngoại của chúng ta thì có rất nhiều những cái chương trình mà giúp cho những tổ chức mà giúp cho Việt Nam, nhưng mà chú trọng rất là nhiều về vấn đề làm sao mà giúp chống nghèo, làm sao để giúp đỡ cho các em, trẻ em, rồi các gia đình nghèo khó, nhưng mà rất ít những cái tổ chức nào để ý đến vấn đề trí tuệ. Và Học viện Công dân đã mở một cái con đường mới lần đầu tiên. Chúng tôi còn nhớ năm 2005 thì anh Trường đã nghỉ làm. Tại vì chúng tôi nói nếu mà bây giờ chờ thêm 10 năm nữa để mà chờ để về hưu rồi mới làm, thứ nhất là mình yếu đi. Mình sẽ không đủ năng lực để mà mình làm được cái việc mà mình muốn làm. Và thứ hai nữa thì mình bị trễ mất 10 năm thì thật là uổng. Cho nên cái quyết định đó là một quyết định, thì lúc đó là một giấc mơ, thì mình cũng mong muốn là mình sẽ làm thử. Và cái vấn đề mà giáo dục mà ở trong nước mà mình làm từ ngoài nước thì phải dùng đến trực tuyến. Dạ vâng. Mà Học viện Công dân là một trong những trường học đầu tiên mà thực hiện bằng trực tuyến. Tức là chúng tôi tổ chức những lớp học, thầy cô giáo không cần thiết phải ở cùng một thành phố, vào online, và sau đó thì học viên ở khắp nơi trên toàn quốc Việt Nam, và cũng có từ Hoa Kỳ và cũng tất cả các nước khác ở trên toàn thế giới. Thì bắt đầu một giấc mơ thì mình mới nói là nếu mà mình không biết là học trò ở Việt Nam nó học online như thế này nó học được hay không, thì mình nghĩ thôi, mình cứ nghĩ là mình đi gieo hạt mà, một em học viên cũng là một điều quan trọng, thì mình chỉ mong là một năm mình được 3 học viên là mình vui rồi. Mà chị Vân Anh có tưởng tượng 10 năm trôi qua, chúng tôi đã thực hiện được khoảng hơn 70 lớp học, khóa học về rất là nhiều cái đề tài khác nhau, chủ yếu là về giáo dục công dân, rồi về doanh nghiệp nữa. Tại vì Việt Nam mình cái vấn đề doanh nghiệp rất là phát triển, cái nhu cầu để tìm hiểu làm thế nào để mà thành lập gọi là start-up đó, thành lập một cái doanh nghiệp mà cho nó thành công, về kinh tế và về phát triển con người. Thì 3.000 học viên chị. Wow. 3.000 học viên ghi danh mà không phải chỉ có từ Việt Nam. Chủ yếu là từ Việt Nam, khoảng 90% là từ Việt Nam, mà khắp nơi trên toàn cõi Việt Nam, từ Thái Nguyên, Lạng Sơn cho tới Cà Mau, Sóc Trăng, đủ hết.
Nhưng mà điều mà chúng tôi không thể nào ngờ được là các em học viên đến từ khoảng mấy mươi quốc gia ở khắp nơi trên toàn thế giới. Và số người vào mà để mà truy cập những cái bài viết, tại vì mỗi một tháng thì chúng tôi dịch một bài. Tức là trong suốt 15 năm qua là đã có tới khoảng hơn 300 bài dịch. Và một cái thư viện trực tuyến thì khi mà mình có những cái dịch phẩm để online thì cái số người mà vào là đến từ 144 quốc gia trên toàn thế giới. Mông Cổ và Iraq mà cũng có nữa đó chị. Dạ vâng. Cũng có người Việt. Cho đến nay thì Học viện Công dân của chúng ta đã được thành lập 15 năm phải không chị? Dạ, năm dạ nay vâng. là năm thứ 15. Dạ. Và với cái kết quả hiện nay thì phải nói đó là một cái phần thưởng rất là cao quý cho những người đã thành lập ra Học viện Công dân. Thưa chị, và những vậy thì những cái hoạt động thường xuyên ngoài cái việc mà mở lớp cho các em tham gia trực tuyến như vậy thì chúng ta có những cái hoạt động như thế nào nữa không chị? Chúng tôi có thư viện trực tuyến. Dạ, vâng. Thì thư viện trực tuyến thì có sách dịch thì chúng tôi dịch được toàn bộ tác phẩm của Plato. Thì Plato là triết gia gọi là triết gia mà được quan trọng nhất và được nổi tiếng nhất ở trên toàn thế giới. Và có người nói rằng là nếu như mình đốt hết sách trên cõi đời này nhưng mà mình để lại cái cuốn Cộng hòa của Plato là cũng đủ rồi. Và chúng tôi đã nhờ có sự góp tay của giáo sư Đỗ Khánh Hoan, ông vốn là viện trưởng viện Anh ngữ tại trường Đại học Sài Gòn. Hồi trước Đại học Sài Gòn mà trước 1975 thì ông đã dịch toàn bộ 3.000 trang của 30 cái cuộc đối thoại của Plato ra tiếng Việt. Và lần này khi mà đến San Diego chúng tôi cũng mang trình làng cái bộ sách nó dày như thế này chị, hai cuốn. Một cuốn như vậy là khoảng độ 1.250 trang. Dạ vâng. Dạ. Thì ngoài những thư viện chúng tôi còn có các khóa học. Thì các khóa học online, các khóa về công dân học, các khóa thì như cá nhân chúng tôi thì thực hiện một khóa về xây dựng con người gọi là tư duy theo mô thức Grace. Thì đó là cũng là một cái thử nghiệm xem thử là mình có thể giúp cho các em ngoài việc kiến thức còn có thêm những cái kỹ năng sống để có thể có được một cái đời sống tốt đẹp, bình an và nhất là lúc nào cũng vui vẻ. Ngoài ra chúng tôi cũng có một cái lớp mà rất là được ưa chuộng, đó là lớp về tư duy phê phán, tiếng Anh nó gọi là critical thinking. Là vì hầu như là học đường ở Việt Nam thiếu cái phần này, cho nên sinh viên khi vào đại học và nhất là khi ra nước ngoài đi du học thì đều bị thiếu cái mảng gọi là critical thinking. Dạ vâng, yeah. Rất là hay. Vâng thưa chị, và với cái kết quả hiện tại ngày hôm nay thì Vân Anh được biết là Học viện Công dân muốn mang đến khắp mọi nơi tại Hoa Kỳ, yeah. Để mà thông tin đến cho càng nhiều người biết đến Học viện Công dân của chúng ta nhiều hơn. Và thưa quý vị, đó là lý do chị Anh Lan có mặt tại San Diego ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là lần thứ hai San Diego của chúng ta tổ chức một cuộc họp mặt để cho người Việt của chúng ta tại San Diego có dịp gặp gỡ với các anh chị trong Học viện Công dân, biết qua về các sinh hoạt của các anh chị. Và bên cạnh đó, chúng ta sẽ được thưởng thức một chương trình nhạc thật là nhẹ nhàng nhưng thật là đặc sắc. Và ngày hôm nay, lần này lần thứ hai, vào thứ bảy sắp tới, thưa quý vị, chúng ta còn mấy ngày nữa thôi. Mà chị Anh Lan á, chọn cái ngày rất đặc biệt nha quý vị, ngày 22 tháng 2 năm 2020. Toàn là số 2 hết ạ. Vâng, thì ngày hôm nay thì chị Anh Lan sẽ cùng mời gọi quý vị đến với ban tổ chức của chúng tôi, cũng như là những chi tiết trong chương trình nhạc thính phòng sắp tới và gặp gỡ với Học viện Công dân thứ bảy từ 2 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều tại studio của VNTV. Mời chị. Dạ. Vâng, chúng tôi rất mong được gặp tất cả các quý đồng hương tại thành phố San Diego đến với Học viện Công dân và cùng với chúng tôi để tìm hiểu thêm một số những chương trình mà hiện giờ chúng tôi đang thực hiện. Và sắp tới đây thì chúng tôi có dự định là với sự thành lập của một học xá gọi là học xá Lyceum sẽ đem một số những chương trình mà phục vụ trong lĩnh vực về gia đình, nhất là làm sao để có cái sự đối thoại giữa cha mẹ và con cái, làm sao để các gia đình và quý vị phụ huynh có thể giúp con em mình để tránh cái vấn đề cái tai nạn cái gọi là teen suicide, tức là vấn đề tự tử trong trường học hoặc tự tử trong giới vị thành niên, vân vân. Và chúng tôi rất mong được tiếp xúc với tất cả quý vị. Tất cả quý vị đến sẽ có một chương trình văn nghệ rất là đặc sắc bởi vì có sự góp mặt của nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt đến từ Orange County, và đồng thời thì có ca sĩ Thụy My và ca sĩ Linh Đan cùng với lại
ban nhạc của thành phố San Diego của chúng ta, thì chúng tôi rất mong được đón tiếp tất cả quý vị tại VNTV Studio vào ngày thứ Bảy này từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều vào ngày 22 tháng 2 năm 2020. Và trong cái buổi gặp gỡ đó, ngoài cái phần nghe nhạc thì chị Anh Lan cũng như là các anh em trong ban điều hành của Học viện Công dân muốn gửi một cái lời tâm sự hoặc là những cái tâm tình gì đến quý vị tham dự trong ngày hôm đó, cũng như là quý vị khán giả của VNTV khắp nơi, thưa chị. Vâng, chúng tôi chỉ có muốn một điều là chúng tôi muốn chia sẻ những cái thông điệp của Học viện Công dân về vấn đề xây dựng và phát triển con người và làm thế nào để mình có được một đời sống tốt đẹp. Bởi vì cuộc đời tuy khó khăn nhưng mà nó rất là đáng sống, và phải sống thế nào để cho mỗi một giây phút cũng là những trải nghiệm tuyệt vời. Nếu mà quý vị đến với Học viện Công dân trong thứ Bảy này, chúng ta sẽ có được 3 tiếng đồng hồ cũng tuyệt vời, và gặp nhau có cái mối tương thân, nhất là trong cái mùa Tết nó vẫn còn một tí hương vị xuân. Vì vậy cho nên chúng tôi chọn chủ đề là Xuân yêu thương. Bởi vì thưa quý vị, sống trên đời, yêu thương là một cái điều mà quan trọng nhất, là nền tảng quan trọng nhất để cho chúng ta có được một đời sống tốt đẹp. Rất mong được gặp quý vị ngày thứ Bảy sắp tới. Một cái điều cũng rất là lý thú và cũng rất là hay trong cái chương trình lần thứ hai này của Học viện Công dân, đó là thưa quý vị, các anh em trong ban tổ chức phần đông đều là những thầy cô dạy Việt ngữ tại San Diego, cho nên Học viện Công dân là chúng ta về lĩnh vực giáo dục, phải không chị? Dạ vâng. Cho nên bên anh phải nói là rất là excited, rất là vui cho cái buổi gặp gỡ sắp tới đây. Và một lần nữa xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào thứ Bảy sắp tới từ 2 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều tại studio với một không khí rất là ấm cúng, thân mật. Và một lần nữa mời quý vị đến với chương trình nhạc thính phòng Xuân yêu thương, họp mặt thân mật cùng Học viện Công dân. Mời chị Anh Lan có lời sau cùng trước khi chúng ta chia tay. Vâng, thành phố San Diego thì tuyệt vời quá rồi. Tuyệt vời về cái gì chị? Tuyệt vời về khung cảnh, về thời tiết và cũng về con người. Lần trước chúng tôi đến đây tuy là một cái không khí rất là khiêm tốn, nhỏ bé trong cái phòng ở này mà rất là ấm cúng. Và đặc biệt là các quý vị mà trong khán thính giả thì rất là tràn đầy cái sự yêu thương. Thì chúng tôi rất mong kỳ này Xuân yêu thương lại có cơ hội tiếp đón tất cả quý vị để cùng nhau chúng ta có những giây phút chia sẻ và trao đổi về những công việc mà chúng ta có thể giúp để mà cộng đồng của chúng ta ngày được càng vững mạnh. Rất thiết tha mong được gặp quý vị vào ngày thứ Bảy sắp tới. Vân Anh và chị Anh Lan từ Học viện Công dân cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy sắp tới đây, một ngày rất là đẹp trời tại San Diego, tại studio của VNTV từ 2 giờ cho đến 5 giờ. Cảm ơn và xin thân ái chào tạm biệt.